Hello, mình xin chào cô chú. Hôm nay là ngày 31 tháng 3 năm 2019 cô chú. Và ngày hôm nay thì con xin giới thiệu cô chú một số chậu vũ nữ. Và cái vũ nữ mèo cam với mèo đỏ thì con đã thấy rồi. Nhưng mà cái dòng vũ nữ mèo vàng này á, thì nó cũng mới xuất hiện thôi nha cô chú. Vũ nữ mèo vàng, dòng vũ nữ hoa mới tanh luôn. Và số điện thoại của bên con là 0908 846 804. Địa chỉ của cửa hàng ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cái hoa này nó bị lỗi nè cô chú. Nó không đẹp nè, nó bị mất mũi cánh rồi. Ché nè cô chú. Đây là vũ nữ mèo vàng nha cô chú. Và cây bên con thì đều đang nụ, tất cả đều đang có vào hoa nha cô chú. Và giá của nó là 180.000 một chậu. Cô chú nào mua một cặp thì sẽ có giá tiền là 340.000. Mặt hoa mới tanh luôn nha cô chú. Mèo cam, mèo đỏ thì đã có nhiều rồi. Nhưng mà cái mèo vàng này thì đây là hàng mới về, không có nhiều nha cô chú. Và sau đây sẽ giới thiệu cô chú một số hình cây của nó. Và số lượng cây chỉ có khoảng 30 chậu thôi cô chú. Và tất cả đều đang có nụ nè. Cây rất là mập, mập ú ù luôn cô chú. Đồng giá là 180.000 một giò. Và cô chú nào mua một cặp thì sẽ có giá tiền là 340.000. Cây rất là đẹp luôn. Củ rất là to nè cô chú. Mặt hoa mới tanh luôn. Cây rất là đẹp. Và số lượng có hạn nha cô chú, chỉ khoảng 30 chậu thôi. Đây là một số hình cây. Và số điện thoại của bên con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. 180.000 một chậu. Và cô chú mua một cặp thì sẽ có giá ưu đãi là 340.000. Và cửa hàng Hoa Lâm xin chào cô chú.